Để có những kết quả thành công lớn, bạn phải chịu được cảm giác mà người khác không chịu được. Bạn phải dám làm những việc mà người khác không dám làm. Nếu cảm thấy cuộc sống quá dễ dàng, bạn đi làm và quen việc, doanh nghiệp của bạn vận hành đều đều và không hề gặp trở ngại nào. Vậy thì hãy cẩn thận. Đó là dấu hiệu của việc bạn đã để mình và công việc của mình trong vùng an toàn quá lâu, và bạn sẽ gặp rắc rối với điều đó. Xin chào các bạn đang nghe podcast này. Chúc bạn một ngày tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công. Đây là chuỗi kiến thức về khởi nghiệp kinh doanh và phát triển bản thân dành tặng cho những ai đang khao khát thay đổi cuộc sống, tiến đến thành công. Bạn cũng có thể tham gia vào cộng đồng đọc sách, câu lạc bộ tri thức doanh nhân mà Nguyên đang xây dựng để chúng ta cùng nhau có môi trường đồng hành, phát triển, rèn luyện thói quen thành công mỗi ngày. Hiện tại bạn có mơ ước không? Mục tiêu của bạn là gì? Bạn có muốn thành công và giàu có? Bạn có thấy ganh tị hay ngưỡng mộ với ai đang thành đạt hơn bạn? Bạn đã bao giờ tự hỏi mình, tại sao mình vẫn chưa thành công như mình mong muốn? Tại sao ngoài kia rất nhiều người thành công hơn mình? Bạn đã nghiêm túc nghĩ về việc bạn muốn trở thành ai, sở hữu những gì và quyết tâm theo đuổi điều đó? Bạn có mục tiêu, bạn có hoài bão, bạn đã hình dung về nó, bạn đã mơ về cuộc sống tốt đẹp, mơ về cảm giác hạnh phúc khi trở nên giàu có. Nhưng giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ, bạn cứ mơ mãi mà không đạt được. Bạn biết tại sao không? Bởi vì bạn thiếu sự hành động. Công thức thành công mà tất cả những người giàu đều biết đó là suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc dẫn đến hành động, và hành động chính là cầu nối để bạn tạo ra kết quả. Vậy thì thật ngớ ngẩn khi bạn có ước mơ muốn thay đổi cuộc đời mình nhưng vẫn luôn làm những hành động cũ. Bạn đã bao lâu rồi không đối mặt với thử thách? Bao lâu rồi bạn chọn những việc dễ chịu để làm, kinh doanh những mặt hàng quen thuộc, giao tiếp với những người nằm trong vòng tròn bạn bè cũ của mình? Có một thứ làm ngăn cản thành công của bạn, đó chính là nỗi sợ hãi. Cảm giác hoài nghi, lo lắng, sợ hãi do đâu mà có? Nó nằm trong trí tưởng tượng của bạn. Nó là do trí năng của bạn đã thêu dệt nên những hoàn cảnh không tốt, những sự kiện không an toàn. Tất cả đều nằm trong trí tưởng tượng của bạn. Chính nỗi sợ hãi làm ngăn cản hành động, triệt tiêu ý tưởng, chặn đứng cơ hội, làm mục tiêu của bạn càng xa tầm tay. Một đứa trẻ sinh ra chỉ có hai nỗi sợ cơ bản, đó là sợ té và sợ tiếng ồn. Ngoài ra, tất cả nỗi sợ khác đều là do sự tưởng tượng thông qua những dữ liệu từ sự kiện, niềm tin mà bạn trải qua trong quá khứ. Nếu bạn từng gặp ai đó gây không an toàn về tài chính cho bạn, bạn sẽ có nỗi sợ hãi bài xích với những ai có ngoại hình, giọng nói giống với người đó. Hay nếu bạn từng kinh doanh mà không thành công, khi có cơ hội kinh doanh đến, bạn sẽ nảy ra tâm lý sợ hãi và né tránh. Nếu bạn từng nghe ai đó nói rằng đầu tư là không an toàn, dần dần bạn sẽ có niềm tin là đầu tư khó lắm. Bạn sợ đầu tư và gạt phăng mọi cơ hội đầu tư mà ai đó mang đến cho bạn. Tất cả đều do niềm tin cũ, tư duy cũ của bạn tạo nên. Và con người ta thường sợ hãi với tất cả những gì mà mình không biết. Bạn có sợ lửa không? Thời nguyên thủy con người sợ lửa và coi đó là dấu hiệu của thần linh. Nhưng sau đó con người học cách sử dụng lửa để làm chính thức ăn và ứng dụng trong nhiều phương diện của cuộc sống. Khi chúng ta không biết về điều gì đó thì sẽ có tâm lý sợ hãi và né tránh. Đó là cơ chế tự vệ cơ bản của tâm trí con người nhằm bảo vệ bạn trước những nguy hiểm tiềm ẩn. Tuy nhiên, chính vì cơ chế này mà làm cho bạn bị chùn bước, rụt đầu vào chiếc mai rùa. Bạn không dám hành động quyết liệt, không dám để bản thân đương đầu với thử thách, làm những việc trước đây bạn chưa từng làm, tạo cơ hội cho bản thân mình phát triển lên tầm cao mới. Doanh nghiệp, công việc kinh doanh của bạn cũng thế. Nếu bạn có cảm giác sợ hãi chi phối,
bạn có dám đưa ra những chiến lược mới, mục tiêu lớn hơn cho doanh nghiệp? Người thành công và cả người không thành công đều luôn có những nỗi sợ hãi. Trong khi người thành công chủ động tìm đến những việc khó để tôi luyện chính mình, liên tục hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Người không thành công để nỗi sợ hãi chi phối họ và chọn việc dễ để làm. Làm việc dễ thì cho ra kết quả nhỏ, mà kết quả nhỏ lại khiến họ đối mặt với khó khăn từ cuộc sống. Cũng chính vì không rèn luyện trước thử thách, nên khi cuộc sống cho họ những bài toán khó, họ lại tiếp tục rụt đầu vào mai rùa. Nên có những người càng sống lâu càng thành công, có những người càng ngày càng tụt lùi, càng sụp xuống cái hố do chính họ tự đào nên. Thành công nhỏ thì đối mặt với thử thách nhỏ, thành công lớn thì đương đầu với thử thách lớn. Không ai mà không có nỗi sợ khi muốn vươn lên trên đỉnh cao thành công. Chúng ta không cần loại bỏ nỗi sợ hãi rồi mới hành động, mà phải hành động bất chấp nỗi sợ hãi, phát triển mình lên tầm cao mới. Vấn đề ở đây không phải là nỗi sợ hãi của bạn lớn bao nhiêu, mà do tầm vóc của bạn cao bao nhiêu. Người không thành công chờ đợi nỗi sợ hãi biến mất mới hành động. Nhưng nỗi sợ hãi không bao giờ biến mất khi bản thân họ còn nhỏ bé. Khi làm việc gì đó chưa từng làm, cảm giác không thoải mái là hiển nhiên. Việc cần làm đó là liên tục mở rộng vùng thoải mái của mình ra. Bạn sợ kinh doanh ư? Hãy dấn thân. Bạn sợ nói chuyện với người giàu? Hãy tìm cách xây dựng mối quan hệ với những người giàu có. Bạn sợ điều gì? Hãy đối mặt với điều đó. Nếu bạn cảm thấy sợ thì bạn đang đi đúng hướng. Còn làm những việc dễ thì chỉ có những kết quả nhỏ mà thôi. Nỗi sợ xuất hiện là khi thiếu kiến thức. Hãy trang bị kiến thức cho mình. Để thành công, bạn cần phải làm gì? Để kinh doanh, cần có những yếu tố nào? Hãy tìm hiểu đủ sâu, đủ nhiều. Bạn có thể sẽ gặp thất bại tạm thời, nhưng nếu bạn không hành động, thì một chút hy vọng có được thành công cũng không có. Hãy có cho mình những người bạn tuyệt vời, cuốn sách hay, người thầy dẫn đường đã đạt được những điều bạn muốn. Người mà chỉ mơ mộng mà không hành động, gặp khó khăn là rút lui thì không xứng đáng có được thành công. Thành công là có công thức. Thành công là dành cho tất cả những ai dám hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Làm đi làm lại, thử và sai, có bài học, vấp ngã và đứng lên đi tiếp, kiên trì bền bỉ không ngừng. Bạn có đang để nỗi sợ hãi chế ngự mình? Bạn không dám hành động, không dám bỏ công sức, không dám dành thời gian, tiền bạc, không dám đưa ra quyết định lớn nào trong cuộc đời mình, không dám thay đổi bản thân. Bất cứ khi nào bạn sợ phải làm một việc gì đó, đó là khi bạn phải lựa chọn giữa việc tiến lên hay lùi bước, lựa chọn giữa thất bại hay thành công, lựa chọn mãi sống một cuộc đời tầm thường hay bạn muốn sống một cuộc đời phi thường. Hãy nghĩ đến ước mơ của bạn, mục tiêu, hoài bão còn đang dang dở của bạn, mà hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast này. Nếu bạn cảm thấy kiến thức có giá trị, hãy like và subscribe kênh để nghe thêm những podcast tiếp theo. Bạn cũng có thể tham gia vào câu lạc bộ Tri thức doanh nhân ở đường link dưới phần mô tả của video. Chúc bạn ứng dụng được những kiến thức này vào trong cuộc sống, đạt được thành công rực rỡ, sống trọn một đời phi thường.